một chai whisky nó cũng giống như là con người á. Chất rượu đã ngon thì ngay từ khi còn trẻ đã rất là ngon rồi. Một cái người hay, một cái người thú vị thì ngay từ trẻ đã hấp dẫn, đã thú vị rồi. Còn những người mà khó chịu thì càng già càng dở. Mà các bạn có công nhận thế không? Có. Để mợ nói cho nghe nè, chưa 18 tuổi thì thôi tắt đi. Khi nào đủ 18 tuổi rồi thì bật lên nghe lại nha mấy đứa. Và xin cảm ơn nhãn hàng Johnny Walker đã đồng hành với Cởi Mở Happy Hour ngày hôm nay. Cởi Mở Happy Hour là những cuộc trò chuyện bên quầy bar, nơi mà chúng tôi sẽ bóc tách mọi khía cạnh của văn hóa nightlife bên cạnh những ly cocktail hấp dẫn của anh Leo. Đúng rồi. Và ngày hôm nay lại chúng ta sẽ quay lại với lại quán PK Mon Room, một cái whisky bar ở thành phố Hồ Chí Minh và đang chứa đựng một bộ sưu tập khổng lồ về whisky cũng như là những loại rum ảnh khác. Khác với cái tập đầu tiên các bạn, thì ngày hôm nay mình đã mời được chính cái người chủ ngày của cái PK này, đó là anh Nguyễn Minh Khánh, là một người hâm mộ, một người yêu thích whisky cũng như là một người sưu tập whisky rất là lâu năm. Hello anh Khánh. Anh Khánh ơi. Xin chào các bạn. Chào anh. Chào anh. Xin chào. Xin chào. Chào anh. Chào Đức Anh. Được biết đây là nhà của anh đúng không? Đúng chính rồi. Xác. Thậm chí mình coi cái quán bar này giống như là cô con gái của mình. Tại sao lại là cô con gái mà không phải là anh con trai? Bởi vì một cái quán bar rất là cần được chăm sóc. Chăm sóc như là chăm sóc một cô con gái, nuôi nấng như một cô con gái. Rồi vậy là cô con gái của anh cũng rất là đắt tiền đó. Và để cho cuộc nói chuyện của chúng ta nó thêm mượt mà và mơn trớn hơn thì sẽ mang đến với lại hai host và cũng như anh Khánh ngày hôm nay cái món cocktail. Cái món này thì cái nền sẽ là Johnny Walker, được twist ra từ cái món gọi là Boilermaker. Thì mình sẽ gọi món là Scotch Boilermaker. Bởi vì Boilermaker thì làm bourbon, nhưng mà là sẽ có bourbon và một phần bia. Thì ngày hôm nay sẽ là Scotch Boilermaker, sẽ có Johnny Walker. Và mình đã phát hiện ra ở trong tủ lạnh nhà anh Khánh có cái lon là bia mà Peach and Creamy, nghĩa là bia đào và hơi béo béo ngậy ngậy, thì lại thích hợp để đi cùng với lại cái vị hơi đầm, hơi khói, hơi trái cây của Johnny Walker. Nghe thử thôi. Dẫn. Lời cảm đó. Ơn anh Leo và cảm ơn anh Khánh. Chúc mừng. Rất là anh Leo, rất là elegant, thanh tao, nhẹ nhàng, lúc nào nước của anh Leo rất là thanh. Thì cái bước dạo đầu mình phải thanh tao, nhẹ nhàng, elegant chứ đúng không? Chứ mà bây giờ mình ngay từ ban đầu mình vồ vã quá thì người ta sẽ dội mất, người ta sẽ bỏ chạy mất thôi. Ôi lỡ như có những người thích chữ sồn sẻ thì sao anh? Thì bây giờ phải lựa địch mà đánh thôi em. Đúng phong cách của mình, đúng cái đồn địch như vậy thì mình mới đánh được, chứ mà khác phong cách thì mình không đánh làm cái gì. Rồi. Hôm nay là mình không có ở nhà mà mình ở sân khách. Ừ. Ba chúng ta tràn vào đây chiếm cái lĩnh chiếm cái quầy bar của người ta rồi mời người ta vào làm khách mời luôn. Thì tại sao lại có sự xuất hiện của anh Khánh tại PK More Room ngày hôm nay đó? Xin được phép giới thiệu cái chủ đề của tập này trước. Chúng ta sẽ nói về những chai rượu xa xỉ. Thì bây giờ đầu tiên là mình mời anh Khánh là bởi vì anh Khánh có hai cái triết lý mà anh ấy luôn theo đuổi, là anh không phải là một người sưu tập rượu. Điều thứ hai là rượu đối với anh là để thưởng thức, không phải để trưng. Rồi. Chính xác. Thực tế là nếu mà chúng ta nhắc đến cái sự xa xỉ của whisky thì các bạn biết đấy, có rất là nhiều cái ví dụ, rất là nhiều những cái cuộc mua bán, rất nhiều những cuộc đấu giá. Và nếu mà chỉ dựa trên giá trị tiền bạc mà nói đến chuyện cái sự xa xỉ của đồ uống thì cũng chưa hẳn là đầy đủ. Cho nên là trước hết là chúng ta phải đi từ gốc của nó, tức là đồ uống, với giá trị uống trước đã. Và trải nghiệm, theo tôi thì cái trải nghiệm con người mới là quan trọng nhất, chứ không phải là trải nghiệm con người, trải nghiệm của trải nghiệm của con người đối với đồ uống. Cái cảm giác của mình, cái cảm giác của mình đối với đồ uống mới là quan trọng. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ có ngắm nhìn không
Giống như ngắm nhìn chai rượu, giống như là ngắm nhìn cái két sắt đầy tiền thì quả thật là sẽ không đủ thú vị với riêng tôi. Vậy thì nếu mà anh Khánh đã nói như vậy thì mình sẽ đến ngay với cái tabu đầu tiên. Thì có rất là nhiều người họ nghĩ rằng đó là một cái chai rượu mà càng lâu, càng tuổi càng lớn thì sẽ càng đắt tiền. Thì đã có một số những bài báo chia sẻ rằng đó là có một cái chai rượu được trưng cất từ những năm 20 của thế kỷ trước. Wow. Thì được đấu giá với giá hơn cả triệu đô hiện tại bây giờ luôn. Vậy thì liệu rằng là cái số tuổi đó nó có gây ảnh hưởng và nó làm cho cái chai rượu nó trở nên mắc tiền hơn không? Thực tế thì một trong những yếu tố của các cái sản phẩm hay là những cái dịch vụ, những cái sản phẩm mà xa xỉ đó, thì cái yếu tố độc nhất và yếu tố trường tồn là một trong đâu đó 6 đến 8 cái yếu tố để xác nhận cái dịch vụ và cái sản phẩm đó là xa xỉ. Tất nhiên những cái chai rượu mà đã có từ tận thế kỷ trước đã được trưng cất từ những thế kỷ trước và nó tồn tại cho đến tận ngày nay thì có lẽ là rất là hiếm. Thì trước hết là nó đã thỏa mãn được một trong những cái phần của một vật phẩm xa xỉ. Nếu mà anh nói là nó có 8 yếu tố, nó có 8 điều kiện để trở thành một cái sản phẩm xa xỉ, vậy thì 8 điều kiện đó là gì ở trong rượu? Thực ra rượu thì nó sẽ có những cái khác so với những cái sản phẩm xa xỉ khác, nhưng mà một trong những cái yếu tố như bạn nhắc đến là tuổi tuổi của rượu thì chắc chắn là nó chỉ là một phần của cái việc làm cho chai rượu đó đắt hơn mà thôi. Bởi vì bản chất là khi mà người ta trưng cất rượu, người ta bảo quản rượu thì yếu tố thời gian tác động rất là nhiều đến việc đến cái chai rượu đó. Và khi mà nó đã tồn tại từ thế kỷ trước cho đến tận ngày nay thì nó đã có cái yếu tố của việc hiếm ở trong đó, và tất nhiên là nó có giá trị đắt, nhưng đắt không hẳn là ngon. Cũng hợp lý, tức là nó chỉ riêng dành cho rượu thôi và là rượu mạnh. Đúng rồi. Thì cái việc mà tuổi lâu nó mới có giá trị hơn, chứ em nghĩ nếu mà bia để lâu quá thì đâu uống được đâu. Bia cũng có một vài loại để lâu nhưng chỉ để khoảng 10 năm là hết mất. Và với rượu vang thì có những chai để được hơn nửa thế kỷ. Tức nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều có một cái hạn sử dụng, chứ không phải là mãi mãi. Chính xác, đều có một cái hạn sử dụng. Và có lẽ là tới nay chưa ai mở chai rượu đắt giá nhất thế giới ra từ những năm 20 ra nếm để chắc chắn nó còn uống được hay không. Như vậy cái rượu đó nó đã trở thành một vật phẩm tế thần. Chính xác, nó là một cái điều gì đó để chiêm ngưỡng ta. Mà một cái yếu tố mang tính lịch sử. Tất nhiên thì có rất là nhiều những cái lời đồn đại về chai rượu đó. Cũng có những một vài cái gọi là cái testing note, những cái review của một vài drinker. Nhưng mà đấy là số rất là ít, họ trải nghiệm cái loạt rượu đó, hoặc là những tài liệu ghi lại cái rượu của thời kỳ đó, của cái nhà trưng cất đó, đã được nếm và được ghi lại trong sách vở. Thì chính những cái yếu tố đó cũng giúp cho những chai rượu đó nó có giá trị cao. Bởi vì cái mà người ta gọi là thỏa mãn được cái công năng đầu tiên của rượu là để uống thì đã được khẳng định là tốt, nhưng tốt vào thời điểm người ta nếm, còn cho tới nay thì chưa ai nếm lại chai rượu đó cả. Tuy nhiên là nói về hạn sử dụng, về lý thuyết nha, thì những cái thức uống mà có nồng độ cồn từ 40 độ trở lên á thì nó sẽ không có bị hủy hoại bởi những cái vi sinh vật hay là những cái tác động khác. Tuy nhiên là mình tránh không có cho nó tiếp xúc với lại không khí. Không khí, ánh nắng mặt trời. Tức là bạn sẽ thấy là một cái chai rượu 40 độ, chai whisky bình thường đi, không phải quá đắt tiền, vì bạn khi mà bạn vừa khui ra đó, bạn uống thì bạn để cái chai đó đóng nắp nha, bạn để trong nhà đến khoảng một năm sau, không chừng chỉ cần 3 tháng thôi thì bạn uống thì cái vị nó sẽ bắt đầu khác rồi. Bởi vì khi mình khui ra thì không khí nó bắt đầu đi vào rồi.
Ồ, nếu mà như vậy thì có thể nào mà mình dùng cái dạng mấy cái nút mà đóng lại mà đặc biệt chuyên dụng là nó sẽ hút hết hơi ra rồi mình đóng lại. Cũng có, cũng có nhiều okay cũng không? Có nhiều người bảo quản bằng cách đó. Nhưng một cái sự thú vị của rượu của đồ uống có cồn nói chung á là cái sự chuyển hóa, cái sự vận động của nó khi tiếp xúc với không khí, khi tiếp xúc với nhiệt độ thường và khi nó tiếp xúc với chính chúng ta, thì cái sự chuyển hóa đó người ta gọi là cái sự phức hợp của rượu đó, cũng là một trong những yếu tố để đánh giá rượu có ngon, có tốt hay không. Vậy thì tức nghĩa là mỗi một lần mà mình mua một chai rượu nào đó thì mỗi một lần mình uống là một trải nghiệm hoàn toàn khác với cái chai rượu đó luôn. Đúng rồi. Và đi theo năm tháng nó sẽ càng thay đổi hơn. Nó sẽ thay đổi. Sẽ thay đổi. Và người ta nói đây là một cái cuộc tranh cãi rất là nhiều năm, tranh cãi ngầm giữa những cái connoisseur, những cái người uống rượu whisky, nói riêng là whisky thôi nhá. Thì mọi người nói rằng là cái rượu của những thập niên 50, 60 hay đầu những năm 70 của thế kỷ trước nó có một cái mùi hương, một cái mùi hương rất là chung, một cái mùi hương rất là khó có thể miêu tả nó là mùi hương gì. Và chính vì thế một vài connoisseur rất là nổi tiếng ở Pháp, thì ông khi được hỏi về cái mùi hương chung của cái thập niên đó đó, thì ông ấy đã nói một câu là je ne sais pas, tôi không biết, I don't know. Tức là tôi không biết. Nhiều lần ông ấy dùng cái cụm từ đó, mọi người mới gán cho nó luôn vào cái hương của cái rượu thập niên đó là cái mùi hương je ne sais pas. Và người ta nghi ngờ, ví dụ như là bạn tôi, một anh tiến sĩ toán học, một người rất là yêu những con số, rất là yêu khoa học. Anh ấy là một phần của PK. Anh ấy nghi ngờ rằng là nếu mà rượu để từng đó năm, rượu whisky để từng đó năm trong chai thì nó sẽ chuyển hóa, nó có một phần của cái hương nó oxy hóa và nó có cái nó sinh ra cái loại hương mà người ta gọi là hương cổ điển, hương je ne sais pas đó. Bởi vì sao? Vì ngày nay rất là nhiều những chai rượu mà từ thập niên 60, 70 của thế kỷ trước, người ta ngửi, người ta thấy cái mùi hương đó. Thì nếu như chúng ta có một cái khoảng lùi lịch sử nào đó, có thể 50 năm nữa, 40 năm nữa chúng ta uống lại những chai rượu mới đóng chai của năm nay, của ngày hôm nay, thì biết đâu nó cũng sẽ có một cái mùi hương cổ như thế, một cái sự chuyển biến đó. Nhưng tất nhiên chúng ta cần có thời gian. Giống như chuyện là chai rượu đã đóng chai rồi thì nó không có chơi với môi trường bên ngoài, nhưng mà tụi nó tự chơi nó với tự, nhau nó, trong nó, cái chai đó, nó tự chuyển hóa, tương tác với nó, nhau nó, trong nó, đó nó tương tác với nhau trong đó, và nó sẽ có rất nhiều những cái sự biến đổi thú vị. Và có một cái kinh nghiệm mà rất là nên ứng dụng. Ví dụ như những chai rượu trẻ tuổi, 10-12 tuổi, cask strength, tức là nồng độ cao thẳng từ thùng gỗ đóng chai, và đặc biệt là những chai mà ủ trong những cái thùng sherry cask, ngày trước là tôi hay mua về, tôi khui ra, chia ra làm đổ ra làm đôi hai chai và đóng nút lại để tự nó oxy hóa ở trong chai ấy. Thì sau 3 tháng, 6 tháng thì cái rượu đó ngon hơn hoàn toàn cái việc là khui một chai mới, nguyên siêu mới đầy ra để nếm. Vì đấy là cái sự chuyển hóa của rượu với không khí, sự tương tác nó làm cho, phần lớn nó làm cho rượu tốt hơn. Và quay trở lại cái chủ đề chúng ta đang nói, rượu từ đắt những tiền. Rượu đắt tiền, càng từ lâu những, năm thì càng đắt tiền. Càng lâu năm càng đắt tiền. Tất nhiên nó đắt, nhưng mà có một chuyện vui là đôi khi các bạn phải trả thêm một cái khoản tiền đắt giá rất nhiều so với giá trị uống đó, là trả tiền cho việc người ta giữ cái thùng rượu đó đừng có hỏng. Đúng rồi. Bởi vì không, đây là chuyện rất là vui, vì các bạn biết đấy, với kinh nghiệm riêng của tôi thì một cái thùng rượu whisky, một cái mẻ rượu whisky, một chai whisky nó cũng giống như là con người á. Nếu mà chất rượu đã ngon thì ngay từ khi còn trẻ
ngay từ khi còn trẻ, tức là nó đóng chai ở những tuổi 12, 15, 18, 20, những tuổi trước 20 tuổi, ngay từ khi còn trẻ đã rất là ngon rồi. Rất là nhiều ví dụ của lịch sử đã chứng minh rất nhiều chai rượu ngon chỉ có 8 tuổi, 12 tuổi, rất là nhiều những chai rượu đó. Chứ không nhất thiết phải là rượu rất là già. Một cái người hay, một cái người thú vị thì ngay từ trẻ đã hấp dẫn, đã thú vị rồi. Còn những người mà khó chịu thì càng già càng dở. Mà các bạn có công nhận thế không? Có. Thú vị không chờ tuổi tác. Đúng, chính xác. Nhưng mà các bạn, nhưng mà về yếu tố luxury, về yếu tố xa xỉ, về giá trị bằng tiền mặt, giá trị bằng tiền bạc của một chai rượu, thì tuổi tác là tuổi của cái chai rượu đó, cái năm trưng cất của cái chai rượu đó càng bách vintage, và cái tuổi ghi ở trên nhãn chai càng lớn thì nó góp một phần rất là mạnh mẽ vào cái chuyện làm cho giá trị của cái chai rượu đó tăng cao. Trước khi đến với phần 2 thì chắc là anh Khánh có muốn chia sẻ cho tụi em một vài chai rượu bí kíp nào ở đây? Anh Khánh thì đã là khách mời ngồi ở đây rồi, hôm nay thì em lại sẽ đứng trong nhà của anh Khánh, nên là anh Khánh cứ chỉ tên điểm mặt cái chai nào em sẽ cầm. Chắc chắn tôi có một cái locker khá lớn để chứa những cái sample, có những chai rượu rất là mắc tiền, rất là khó, rất là hiếm. Thì không sở hữu được cả chai, thì network những cái người sưu tầm và uống rượu cùng nhau chia ra những cái sample, hoặc là thậm chí có những hãng họ bán chai lớn và kèm theo sample, chai lớn để thỏa mãn cái mục đích sưu tầm và lưu giữ, còn sample để khui cho mọi người nếm. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần thứ hai là phần fact, những cái sự thật, và một cái sự thật mà chúng ta có thể quan tâm, có thể có nhiều người quan tâm, đó là việc đầu tư rượu. Ok, bây giờ chúng ta đến với phần 2 của cởi mở Happy Hour, đó là phần facts, những cái sự thật. Vậy thì chắc là Dustin sẽ nhường cho anh Khánh để mà giới thiệu cái rượu trong cái ly này trước đã. Rồi tụi mình sẽ có những câu hỏi về việc đầu tư rượu. Chúng ta đang nếm một chai Lagavulin 12 tuổi ở trong bộ sưu tập Special Release 2021 của Diageo. Đây là một chai rượu tôi khá là thích ở trong cái bộ sưu tập này, và Diageo họ release cái bộ sưu tập này hàng năm, và nhiều năm liên tiếp họ đều có một chai Lagavulin 12 tuổi. Có thể năm trước, năm nay có những cái sự khác nhau về chất rượu bên trong, khác nhau một chút về hương vị, nhưng mà với tôi thì luôn luôn là một chai yêu thích trong cái bộ Special Release mỗi năm. Mà tại sao anh lại thích chai này? Yeah. Nói về chuyện thích một chai rượu thì nó là cá tính của mỗi một người. Bạn đang hỏi về cá tính của tôi đấy. Ghê vậy hả? Em đâu cố tình xâm phạm đến một câu hỏi như thế. Hay là mình phải nếm thử cái cá tính này bằng đầu lưỡi của chính mình, rồi mình được verify lại bởi khổ chủ. Yeah, let's do it. Chúng ta đang nếm cá tính của anh Khánh, mời mọi người. Nếu như mà để đơn ngửi đầu tiên thì phải nói là anh rất cháy. Hơi khói bụi. Rất cháy. Nhưng mà thơm thơm, hoa hoa, có hoa, không biết cảm giác có hương hoa. Chính xác. Có hương vị, có chiều sâu. Có hương hoa. Có hương hoa. Nhưng mà nó có sự bụi bặm phong trần. Xin lỗi các bạn khán giả, nếu mà xem thì khúc này sẽ hơi trầm lắng, sẽ không có nhiều lời thoại lắm, bởi vì chúng tôi đang rất là đi sâu vào Nội tâm của anh Khánh. Nội tâm của tôi. Nhưng mà chương trình không cho chúng ta hướng nội.
Thì trong thời gian mà hai host cũng như là anh Khánh đang thưởng thức cái chai Lagavulin 12 năm của Special Release 2021 á, thì để giải thích cho khán giả hiểu Special Release là cái gì thì nó sẽ khác với những cái phiên bản rượu mà hàng năm đều có thể mua được. Thì Special Release mỗi năm ra một bộ, có nghĩa rằng năm nay bạn mua chai này thì năm sau người ta không có bán chai đó nữa, bạn mua thì nó sẽ không còn cơ hội để mua lần sau nữa, thì gọi là Special Release. Đơn giản như vậy là hiểu. Vậy trở lại với lại cái phần sự thật, tất nhiên là rượu là để uống, để ngửi, để thưởng thức, nhưng vẫn có nhiều người có đam mê sưu tầm nhưng không phải là để thưởng thức nó, bởi vì họ có mục tiêu là đầu tư xin lợi nhuận. Chính xác. Vậy có thật hay không, rượu cũng được ví như là một chất vàng lỏng, nó cũng có cái giá trị, và cái giá trị này sẽ càng ngày càng cao hơn trong theo thời gian. Các bạn biết là trong thời kỳ đại dịch thì rượu đã vượt qua tất cả các cái vật phẩm, những cái mặt hàng xa xỉ khác để trở thành một cái mặt hàng xa xỉ tăng giá nhiều yếu phẩm luôn không anh? Một cái mặt hàng tăng giá nhanh nhất. Tăng giá nhanh nhất. Họ bỏ qua cả các tác phẩm nghệ thuật, bỏ qua cả đồng hồ đắt tiền, bỏ qua chứng khoán, bỏ qua bất động sản, rất nhiều rượu tăng giá rất là nhanh trong cái thời kỳ đó. Thì rõ ràng khi mà thế giới biến động, thị trường biến động, thì rượu sẽ là một cái kênh đầu tư mà rất là nhiều người quan tâm. Và thực tế là ví dụ như chai Lagavulin chúng ta đang uống, tôi muốn mời các bạn nếm chai Lagavulin này, bởi vì một chai Lagavulin 12 tuổi, cũng ở cái tuổi này, được trưng cất vào những năm 60, 70, đóng chai vào những năm 80. Ngày hôm nay nó khoảng cỡ 3.000 bảng hoặc trên 3.000 bảng, tức là khoảng hơn 100 triệu, cả trăm triệu trong môi trường các cái sàn đấu giá. Và nó cũng bắt đầu giống như là giá của chai Lagavulin ngày hôm nay, chỉ vài triệu đồng, chỉ hơn 100 đô. Thì đó là sự vận động của thời gian. Cho nên là các bạn hãy quan tâm vào những thứ tiềm năng hơn là chúng ta mua những chai rất là mắc tiền của ngày hôm nay. Không riêng gì rượu đâu, những cái mặt hàng xa xỉ khác thì khi mà bạn mua nó ở cái mức giá đã đắt sẵn rồi thì cái giá trị nó sẽ không tăng lên quá nhiều nữa đâu. Thì mình tìm những cái tiềm năng hơn. Thì đấy là đầu tư. Còn đầu tư với người sưu tầm rất là giàu như Dustin chẳng hạn thì có thể anh sẽ mua sẵn những chai cả triệu đô và không quan tâm đến chuyện nó có tăng giá hay không, miễn là tôi được sở hữu nó. Rất là nhiều người có thú vui đó, miễn là tôi được sở hữu. Ví dụ nếu mà Dustin thật sự là cái người sưu tầm rượu nhưng không bao giờ nếm những chai rượu mà mình sưu tầm, bởi vì mở nó ra thì nó đã làm ảnh hưởng đến cái giá trị của chai rượu rồi, vậy làm sao tôi biết được đâu là chai rượu hợp xứng đáng cái giá tiền mà tôi bỏ ra để sưu tầm đó, hay là nó là một cái loại rượu giả? Tại vì đó là những câu hỏi mà khi mà người ta mua hàng xa xỉ người ta đều hỏi. Chính đồ xác, giả, đồ thật. Chính xác. Thậm chí có những người sở hữu những chai rượu giả chỉ đến khi khui ra mới biết hả? Tất nhiên khui ra mới biết. Nhưng bạn có biết một cái chuyện rất là hài hước, có một cái hãng rượu rất là nổi tiếng, họ làm một cái loạt sản phẩm gọi là replica. Cái sản phẩm, cái loạt sản phẩm này của họ đó, là họ nói rằng là chuyên gia rượu của họ đi tìm lại những chai rượu cổ nhất của cái hãng đó, ở trong những người sưu tầm, ở trong bảo tàng của họ, để nếm lại những chai rượu mà được cho là huyền thoại của họ. Sau đó họ tìm những cái loại rượu mà họ đang có tương đồng với cái chất rượu đó. Tương đồng với chất rượu đó, hoặc là họ vát tinh, họ pha trộn các thùng rượu khác nhau để được ra cái chất hương vị của những chai rượu xa xưa đó. Và họ đưa ra một cái loạt sản phẩm gọi là loạt sản phẩm replica. Nhưng hài hước là gần đây người ta phát hiện ra một trong những chai replica đó là replica lại một chai rượu giả chưa bao giờ có thật trong lịch sử của cái nhà trưng cất đó, của hãng rượu đó.
các bạn thấy đấy là truyền thuyết, nằm trong truyền thuyết, không có gì có thật hết, không có thật, và họ đang replica lại một cái một hương vị của một chai rượu giả chưa bao giờ có ở trong cái mà họ đã bán được rất nhiều, họ bán, tất nhiên họ bán rất nhiều, hay quá trời, còn gì nữa. Người uống phát hiện ra, những chuyên gia phát hiện ra, những chuyên gia phân tích lịch sử của nhà đó đã phát hiện ra, thì các bạn thấy đấy, một hãng rượu lớn với đầy đủ các cái tiềm lực về kinh tế, khoa học kỹ thuật cũng như lưu trữ, mà còn có những sự sai lầm, thì chắc chắn những người sưu tầm cũng có những sự sai lầm. Chuyện đấy là chuyện bình thường, nhưng để hạn chế những chuyện sai lầm á, thì việc chúng ta có thể thông qua, khi mà các bạn muốn sở hữu những chai rượu thực sự là đắt tiền, thật sự là xa xỉ, thật sự là quý hiếm, thì chúng ta hãy tìm đến những cái, thứ nhất là những cái nhà đấu giá uy tín, chúng ta hãy có những cái mối liên hệ với những chuyên gia, và quay trở lại bao giờ chúng ta cũng cần phải có một cái kiến thức đủ để chúng ta tham dự một cái sân chơi, chứ không phải cứ không hẳn là cứ thấy mắc tiền là mua, cứ thấy đó là đồ xa xỉ là mua, cứ thấy thị trường họ tập trung vào cái gì đó thì chúng ta cũng nhảy vào chúng ta đầu tư, giống như rất là nhiều người nói rằng là chơi chứng khoán chứ không phải đầu tư chứng khoán, rất là nhiều người mua bất động sản mà không có những cái kiến thức cơ bản, vì tốt nhất là để thành công thì chúng ta nên chuẩn bị cho mình cho cái chuyện đó. Vậy thì liệu rằng là rượu có phải là cảm tính không? Anh cảm tính, tức là mình cảm tính trong cả cái lúc mà mình uống, mình cảm tính trong cả cái lúc mà mình quyết định sưu tập nó, và con người của mình cũng bắt đầu cảm tính trong việc là đưa cái giá trị của cái chai rượu đó lên cao hơn. Đó là cảm tính của số đông, rằng là mọi người đều thấy là cái chai rượu này là một cái chai rượu quý hoặc là một chai rượu luxury và mọi người nghĩ nó ngon. Theo anh thì nó có cái tính cảm tính cao. Nó bắt đầu một cách khá là cảm tính. Uh-huh. Nó bắt đầu một cách khá là cảm tính. Nhưng khi mà một cái cảm tính đó nó lan truyền trong đám đông, thì nó bắt đầu trở thành một sự hợp lý. Một cái điều gì đó phi lý nếu lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trật tự nào đấy sẽ trở thành thứ có lý. Nhưng mà tất nhiên ví dụ một nhà chưng cất đã đóng cửa, người ta không chưng cất một giọt rượu nào nữa, thì giá rượu sẽ tăng giá, một chai rượu lâu đời sẽ tăng giá, một chai rượu được đóng gói rất là tốt, đóng gói rất là kỳ công thì đắt giá, và thêm các cái chiến lược truyền thông cho chai rượu đó nữa. Về rõ ràng là đây là giá trị bong bóng, chúng ta có thể là đang phải trả cho không chỉ là chai rượu mà là cho rất là nhiều câu chuyện được kể về chai rượu đó để khiến cho nó trở nên rất đặc biệt, rất đắt tiền. Tôi không thể mà khẳng định hoàn toàn về bong bóng của thị trường rượu, nhưng đôi khi tôi cũng có cảm giác giống như bạn, và tôi rất ghét điều này. Tôi rất là ghét giá trị uống một cái sản phẩm, dù là phải nói chuyện về đồ xa xỉ, nhưng mà tôi rất là ghét cái sản phẩm mà tôi rất là thích, tôi rất là muốn được tiêu dùng, rất là muốn được thưởng thức, mà đẩy xa giá trị thưởng thức quá. Uh-huh. Nó vượt qua cả tầm tay của tôi. Mặc dù chúng ta, như các bạn biết đấy, có rất là nhiều cách để tiếp cận, có thể là chia sẻ sample, có thể đến bar, nhưng có những chai rượu mà chúng ta không thể có khả năng, với thu nhập của tôi không thể có khả năng mở ra, không thể có khả năng tiếp cận. Và đấy là nỗi buồn của một người yêu rượu. Vậy hỏi một cái người mà sưu tập rượu, tự giới thiệu luôn là anh tự giới thiệu là một người sưu tập rượu, thì định nghĩa thị trường bong bóng trong rượu là có không? Và cái điều đó bình thường khi mà mình làm nhà sưu tập, nhà đầu tư, đúng không anh? Tại vì góc nhìn của anh Khánh lại không phải là nhà sưu tập rượu, mà anh ấy là một người thưởng thức rượu. Vậy thì góc nhìn của anh thì sao? Cái thị trường bong bóng, thị trường bong bóng, và nói với lại cái ngành công nghiệp rượu mạnh này đó, và đặc biệt là whisky, thì tại vì bản thân anh đang làm cho một hãng rượu luôn, thì anh thấy rằng á, là thật ra cái cách mà họ bán những cái whisky luxury, những cái rustic á, nó cũng tương tự như họ bán những cái sản phẩm luxury khác, như là những cái thương hiệu thời trang hay là xe hơi. Họ sẽ có những cái chiến lược, họ sẽ có những cái câu lạc bộ, và có những cái ràng buộc cho cái nhóm gọi là câu lạc bộ sưu tập. Ví dụ như là một cái nhãn hàng xe hơi đi, một năm họ sẽ cho ra 20 xe, rồi là special release của năm đó thôi.
Và khi bạn muốn sở hữu 20 chiếc xe, một trong 20 chiếc xe đó, không chỉ là bạn phải có số tiền để mua nó, mà bạn còn phải nằm trong cái câu lạc bộ nào đó. Và để bạn nằm trong cái câu lạc bộ đó thì bạn cần phải đã mua ít nhất là 4 chiếc xe của hãng đó rồi thì bạn mới vô được câu lạc bộ đó. Thì đối với cách họ bán rượu thì thị trường bong bóng đối với anh là một cái có thể nhìn thấy được. Có thể nhìn thấy được, có thể cảm giác được, giống như là Dustin hay là anh Khánh ở đây. Nhưng mà bởi vì mình cũng chưa có cái khả năng mua những chai quá đắt tiền, nên là mình chỉ nhắm vào những chai trong khả năng của mình, thì mình cứ tin rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi cái bong bóng đó thôi. Ok. Một cái chúng ta có thể thấy rất là rõ của thị trường bong bóng, của thị trường rượu. Tôi không phải là chuyên gia kinh tế cho nên rất là khó có thể, và tôi rất là tệ trong trong con số, tôi khó có thể giải thích một cách cặn kẽ về về bong bóng của thị trường whisky. Nhưng có những điều chúng ta có thể thấy rất là rõ ở trên các trang đấu giá, hay là các cái trang hoặc là khi mà quan sát thị trường gọi là thị trường thứ cấp thì tôi có những cái nhận xét, tôi có những cái phát hiện sau đây. Ví dụ, với một vài nhà trưng cất, với một vài hãng rượu, với một vài lò trưng cất, khi mà cái chai rượu đó mới được ấn bản, mới được release, thì họ thường là release ở các cái thị trường riêng lẻ. Hiếm hoặc lắm họ mới release một cách trên toàn cầu. Trên toàn cầu. Và qua đó đó sẽ làm cho những cái người sưu tầm ham thích hơn bởi vì khó có được ở đó là họ ham thích, họ mua exclusive. Và có những người sống bằng nghề là họ chỉ xếp hàng ở quầy rượu. Giống như là luôn, xếp hàng cắm trại, hoặc là họ tham dự, họ tìm cách để họ quay số, để họ trúng thưởng cái chai rượu đó, và ngay khi họ cầm chai rượu đó họ đem đến sàn đấu giá, họ bán lại ở thị trường thứ cấp, và họ thu lời rất là lớn. Và khi mà theo dõi cái sàn đấu giá đó thì có những chai, ví dụ ở thị trường Việt Nam có nhà phân phối đưa một cái nhãn hiệu rượu về, thì một chai 25 tuổi cách đây khoảng 3 năm thôi, tôi mua giá khoảng 14 triệu 500, nhưng gần đây giá cách đây khoảng 8 tháng đến 1 năm, giá chị ở trên các sàn đấu giá đẩy cái chai rượu đó đã lên đến khoảng gần 3.000 bảng, tức là khoảng 90 triệu, gấp 6 lần, gấp 7 lần cái giá trị của hãng bán ra. Tất nhiên hãng thì họ không lập tức họ làm cái giá đó, mà đó là cái sự khao khát của thị trường. Nào là vì những tin đồn, hoặc là vì những có đại gia nào đó tự nhiên yêu thích loại rượu đó, muốn đầu tư, hay là tự nhiên xã hội có một sự quan tâm đặc biệt nào đó và nó được thổi phồng lên bằng cách nào đó, và nó làm cho giá trị tăng. Nhưng khi mà thị trường bắt đầu bình tĩnh lại, họ coi thực sự nó có đáng như thế không, thì sau hiện tại thì giá của chai rượu nó vẫn cao, nhưng nó đã xuống đến mức khoảng dưới 2.000 bảng. Khi mà thị trường bình tĩnh lại. Và bao giờ cũng thế, những cái sản phẩm hot ấy, thì bao giờ của whisky ấy, thì ban đầu bao giờ giá nó cũng sẽ tăng lên rất là cao, rất là nhanh, sau đó nó sẽ chững lại hoặc là nó sẽ sụt đôi chút, và để chờ một cái cơn sóng khác. Nó giống y như biểu đồ đầu tư, y như biểu đồ đầu tư của chứng khoán, hay là của Bitcoin, tiền điện tử, nó là một thị trường. Như vậy là chính những người sưu tầm mới là tạo nên cái bong bóng đó, đúng không? Đúng rồi. Và giữa một cái biển đó, chúng ta đang bơi, chúng ta đang sống giữa một cái biển đó, thì chúng ta phải giữ một cái gì đó cho mình. Ví dụ như tôi giữ là tôi tin vào giá trị uống, tôi giữ cái mà tôi thích, tôi muốn nếm, thì đấy là cái phao của tôi. Còn lại thì rất là khao khát được thưởng rượu và khao khát được chiếm hữu cái chai rượu đó. Khác nhau. Cái chiếm hữu nó sẽ tạo nên cái bong bóng, còn cái thưởng rượu là lúc mà mình cùng nhau chia sẻ. Chính xác. Nó thành kỷ niệm. Thì chúng ta hãy đến với chai rượu tiếp theo mà anh Khánh sẽ chia sẻ với mọi người ở PK More Room. Cùng với đó là chúng ta sẽ mỗi người chia sẻ một vài cái tips cũng như là key takeaways của KM Happy Hour dành cho cái chủ đề những chai rượu xa xỉ mà mình có. Thank you.
Ok, chúng ta đến với phần cuối cùng. Trước khi mà vào cái phần tips của mỗi người về việc thưởng thức rượu whisky hay là thưởng thức rượu nói chung, thì anh Khánh ơi, đây là cái loại rượu mà anh giới thiệu cho tụi em á, nó tên gì, nó có điểm gì đặc biệt, tại sao anh lại giới thiệu hôm nay? À, các bạn, đầu tiên là các bạn thấy cái nhãn chai không có hình gì cả, cái chai được đóng rất là đơn giản. Nó cũng là một phần cái tinh thần mà tôi rất là muốn nói chuyện với các bạn, tôi rất là muốn lan tỏa cái tinh thần này, là cái tinh thần thưởng thức rượu, uống rượu mà không quá quan tâm đến nó được trình bày thế nào, rồi nó từ nhà trưng cất nào, hoặc là nó có cái nhãn chai hoặc câu chuyện gì, nó được lan xê ra sao. Đúng rồi. Thì đây là một cái full sample của chính cái bộ sưu tập, được cho là bộ sưu tập mà cao nhất, bộ sưu tập đắt giá nhất của Diageo. Nó là bộ sưu tập Prima Ultima. Thì đây là chai rượu Talisker được trưng cất năm 1988, 31 tuổi, của bộ Prima Ultima đầu tiên. Và đây là single cask, tức là rượu từ một thùng duy nhất. Họ chiết ra được bao nhiêu chai thì họ đóng bấy nhiêu chai, không dilute bằng nước, không thêm màu, không lọc gì cả, hoàn toàn là một chai được trưởng thành hoàn toàn trong thùng gỗ, được chăm sóc và chọn lựa cho đến lúc đóng chai. Tất nhiên là với cái hình hài, cái sản phẩm mà khi Diageo bán ra thị trường thì long lanh hơn rất là nhiều, nhìn xa xỉ hơn rất là nhiều, và thực sự là nó đáng với giá tiền đó. Nhưng ngày hôm nay chúng ta hãy thử đối diện, chúng ta sẽ thử đối diện với việc chúng ta nhìn nó ở trong một cái hình hài rất là khác, và nếm bằng chính cảm nhận cá nhân của mình, nếm bằng những kỷ niệm về hương vị của mình đã từng trải qua trong cuộc sống. Và tôi nghĩ là nó phù hợp với cái phần này của chúng ta. Hay đó anh, giống như là blind test vậy đó. Đây là một chúng ta đang nhìn nó với một cái phiên bản rất là khiêm tốn, rất là humble, rất là dân dã thôi. Và ở những cái chai dạng đóng chai này thì rất là hiếm gặp ở trên trên thế giới. Nó chỉ dành cho, nó được hãng gửi cho các chuyên gia và phục vụ những cái công việc làm testing hay là mentoring, những cái, mentoring hay là những cái review, chứ không được sử dụng cho việc mà bán. Không phải là phiên bản thương mại. Phải là phiên bản thương mại. Điểm đặc biệt là chai rượu được sinh cùng năm với lại Justin 1988. Và người chúc ta... chúc mừng. Đây là một cái duyên. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn anh Khánh và cảm ơn PK More Room. Vậy thì nói về chuyện tips, những cái chia sẻ của mình mỗi người, bất kể là điều gì về việc thưởng thức rượu, có thể là rượu whisky, có thể là bất kể loại rượu nào. Thì ngay cả nói rượu mạnh và nói chung và whisky nói riêng, thì trong cái việc thưởng thức, các bạn hãy xem đây là một cái bộ môn. Một cái bộ môn. Và bộ môn này là chúng ta vừa phải vừa học mà còn phải vừa chơi nữa. Thì cả chuyện học, chuyện chơi thì bạn cần phải có kinh tế. Bởi vì để em hiểu nhiều hơn, bạn không thể nào mà nghe hoặc là đọc rất là nhiều, thì tất cả những cái đó, những cái whisky note hay là những cái tasting note, những cái câu chuyện về cái chai rượu đó, thì tất cả những cái đó là có thể là một tổ chức hay là một cá nhân viết theo cái cảm nhận của họ, theo cái lý thuyết của họ. Whisky là một cái thứ mà để chúng ta uống và để chúng ta cảm nhận bằng chính chúng ta. Nên các bạn hãy chuẩn bị kinh tế tốt và hãy cố gắng trải nghiệm càng nhiều, thì các bạn sẽ có cái data, gọi là cái dữ liệu cho riêng mình. Thì chắc cái đó là cái lời khuyên của mình thôi. Giống như là một cái câu mà ghi ở trên cái miếng lót ly ở PK thôi. Đừng có nếm rượu whisky qua lưỡi của người khác, hãy nếm bằng cái lưỡi của chính bạn thôi. Đừng uống rượu của bạn bằng lưỡi người khác. Đừng uống rượu của bạn bằng lưỡi của người khác. Thì đó là cái tip của anh. Cảm ơn anh Leo. Có ai muốn tiếp theo là chia sẻ bất kể cái tip gì ngắn gọn, gọi là những cái key take away cho những người xem, người nghe? Chưa bao giờ tôi nhận mình là một người sưu tập rượu cả. Bởi vì nếu mà nói là một bộ sưu tập thì nó sẽ phải rất là lớn. Với tôi là đã là sưu tập thì nó phải rất là lớn và nó có những giá trị nào đó mà được khẳng định ở trong cộng đồng.
Nhưng tôi cũng có cất giữ một ít rượu cho cá nhân tôi và cất giữ một ít rượu để có thể làm quà cho con trai tôi và để chia sẻ với bạn bè. Thì nếu như có lời khuyên nào cho mà mọi người mua rượu, cất giữ rượu cho riêng mình ấy, thì tôi có một cái ví dụ là cá nhân tôi chẳng hạn, tôi có rất là nhiều các cái chai khác nhau, nhưng trong số những chai tôi đang cất giữ có hai loại rượu tôi mua khá nhiều và mua một cách khá là cảm tính. Lỡ yêu quá rồi. Vì đấy là vì đó là first love. First love. Một cái nhà trưng cất tôi mua khá là dễ dàng khi mà quyết định mua, đó là Kayla. Một cái loại rượu khói của đảo Isla, cái nhà trưng cất đó sở hữu của tập đoàn Diageo. Thì cái lần đầu tiên cách đây rất rất nhiều năm, khoảng 10 năm, khoảng đó khi mà tôi lần đầu tiên tham gia vào một cái buổi uống rượu chung, một cái buổi nếm rượu chung của những người Anh đi trước. Vì tôi đến muộn cho nên cái chai Kayla là 25 tuổi đó được rót ra, và vì không hiểu có phải vì ngon hay không hay là vì quá đông người mà người đã nếm hết, và đến khi tôi đến ấy thì chỉ còn cái ly còn một vài giọt ở đáy cái ly thôi, và tôi chỉ kịp ngửi nó thôi, và tôi yêu cái hương vị đó, tôi yêu cái hương đó khủng khiếp. Sau đó thì tôi có dịp được uống lại, tôi có được nếm lại, rồi tôi cũng mua nó, nhưng càng ngày thì tôi càng hạn chế việc nếm cái chai rượu ký là 25 tuổi, vì tôi sợ rằng cái cảm giác của mối tình đầu đó nó phai phôi đi, bởi vì tôi biết rằng một cách lý tính, kinh nghiệm của tôi biết rằng có rất nhiều chai rượu hơn nó. Hiện giờ tôi đã trải qua rất là nhiều nếm rất nhiều chai rượu khác nhau, và tôi muốn giữ cái tình cảm đó, giữ cái ký ức đẹp đẽ về chai rượu đó. Và cũng vì cái ký ức đó thì tôi đã mua rất là nhiều các cái chai rượu thuộc nhà trưng cất ấy là để giữ riêng cho mình. Thì đó là một cái tip của cá nhân tôi về việc tạm gọi là, tôi xin lỗi được dùng từ này lần đầu tiên với cá nhân mình, tạm gọi là sưu tầm rượu. Ok, tức là mình thưởng thức nhưng mình cũng có quyền sưu tầm nếu mình thích, nhưng mà muốn sưu tầm thì phải có kinh tế. Rồi còn Trang thì sao, bạn có những cái chia sẻ gì? Chắc là chia sẻ của Trang sẽ dựa vào cái trải nghiệm của Trang khi mà đến BK vài lần đầu tiên. Ngày xưa lúc mà mình mới vừa đến BK á, là với một cái mong muốn là đến được một nơi mà mong có thể tìm được các trưởng bối để có thể được hỏi và được học hỏi. Mình còn nhớ là mình mang cả một cuốn sổ tới đây luôn mọi người. Đây là một cái sổ viết tay á. Tới đây. Ngày hôm đó là mình gặp cả anh Khánh và anh Phương luôn. Mỗi một người thì lại có một cái style rất là khác nhau. Nhưng mà mình rất cảm ơn bản thân của mình ngày đó vì đã mang một cái tinh thần ngây thơ nhất, vô tư nhất để mà đi tới học hỏi và tìm hiểu về rượu. Thì chắc là lời khuyên của Trang cũng chính là cái câu nói đó, là hãy thật vô tư và ngây thơ đi vào cái thế giới này. Nhưng hãy tôn trọng cái cảm nhận của bản thân bạn. Tại vì khi mà chúng mình tới, tụi mình sẽ được học, ví dụ là các anh sẽ chỉ rằng ok, uống whisky thì là 80% là ngửi nè, chỉ cho mình ngửi như thế nào. Khi uống thì ngay cả em còn nhớ là được dạy là khi mà uống xong á, khoan nuốt đúng không? Ngoài là đưa nó bên trong khoang miệng mà còn phải hít thở một xíu nữa đúng khi rồi, mà nó còn nằm rồi, ở trong khoang đúng miệng rồi, của mình. Đúng rồi. Đó, rồi sau đó mình mới bắt đầu mình nuốt và uống một cái ly rất là lâu, cho nên thành ra là ngày hôm nay tại sao mà Trang lại trầm đến mức như vậy thì bắt đầu đi ra những cái ly nít như thế này, vì nó khá là nhanh, cái flow uống như thế này là nhanh chứ không hề... Đúng rồi, đúng vì rồi. Chúng tôi quay show thôi mọi người đó. Đúng rồi. Chứ bình thường là mình sẽ có thể ngồi cả... Không, đây là chúng ta chắc là chúng ta sẽ cần làm một cái buổi khác không, không ai nói với ai câu nào. Đó là một cái buổi ngẫm nghĩ cùng nhau. Yeah. Mình có thể đặt cái camera mà bật chế độ time lapse thôi, cứ quay không một tiếng. Yeah. Nhưng mà điều đó để chứng minh cho một cái điều mà mình đã được nghe anh Khánh nói đi nói lại nhiều lần, cái quan trọng, cái xa xỉ của một chai rượu, ngoài việc giá tiền, ngoài việc sự lăng xê để nó trở nên hot, thì nó còn là thời gian. Thời gian không phải là thời gian chai rượu nó được trưng cất bao lâu, ủ bao lâu, mà là nó được thưởng thức chậm như thế nào. Phải không anh? Còn gì xa xỉ hơn thời gian? Với tôi thì không có điều gì xa xỉ hơn thời gian cả.
tôi đã có từng có những mơ ước về chuyện thưởng thức không chỉ ngoài rượu, một số những việc khác. Tôi đã từng có thương, tức là giá như mình có thể mua được nó, giá như mình có nó, giá như rất nhiều cũng giá như, nhưng mà đến lúc mà mình có nó rồi đó, mình mới phát hiện ra rằng cái điều xa xỉ nhất là thời gian mình dành cho nó. Và đặc biệt với whisky, các bạn biết đó, ngoài chuyện thời gian thưởng thức, chúng ta còn mất thời gian để tìm hiểu. Và không phải là một ngày chúng ta có thể đọc 1.000 trang về chuyện đó, nhưng không chúng ta không thể hiểu hết. Chúng ta sẽ phải ngày tháng chúng ta tiếp cận với nó theo cách này hay theo cách khác. Đó mới là sự xa xỉ nhất của cái thú vui này, của cái việc sưu tầm, của cái việc thưởng thức. Đó mới là xa xỉ. Còn ở mỗi một cái mức độ cuộc sống khác nhau, mình mua chai rượu này là xa xỉ, với người khác không phải là xa xỉ, với một thế giới khác không phải là xa xỉ. Mình đang uống những ly rượu này, những dram rượu này là ok, mình có thể chấp nhận được. Nhưng với những bạn first job worker sẽ rất là khó khăn. Vậy thì hãy tìm ra cái định nghĩa xa xỉ, hãy tìm ra cái sự xa xỉ, cái cốt lõi thực sự của sự xa xỉ, để chúng ta cảm nhận và biết trân trọng hơn những cái sản phẩm nói chung, và trân trọng hơn cái đồ uống có cồn, whisky, whisky mà mình có. Thì đấy mới là điều xa xỉ nhất. Rồi, vậy thì Dustin sẽ chia sẻ cái câu chuyện cá nhân tại sao mình đến với whisky. Mình đã từng không biết gì về whisky cả, và thông qua công việc là một người dẫn chương trình thì mình mới có thể tiếp cận để mà được thưởng thức như thế nào gọi là uống whisky. Lúc đó là mình đã trưởng thành rồi. Chứ lúc mà Dustin còn trẻ, còn đang sôi nổi thì chưa chắc mình biết whisky nó ngon là gì đâu. Mình chỉ biết uống tequila, shot, đúng không? Thời trẻ nó khác. Vậy mình nghĩ là các bạn cũng đừng lo, sẽ đến một cái lúc số tuổi của bạn nó trưởng thành, bạn có những cái trải nghiệm đầy đủ rồi, bạn sẽ biết thưởng thức như thế nào là whisky ngon. Không cần nó là đắt tiền, hay không cần nó phải là một cái chai được mọi người ca tụng. Lúc đó bạn có đủ cái thực lực để bạn tự thưởng thức ngon là gì. Ngoài việc nó được uống chậm như thế nào, thì còn có một cái điều đặc biệt nữa là mình uống với ai. Tại vì đây là một câu chuyện mà có thật của Dustin và gia đình. Dịp Tết mình cũng được tặng một chai whisky rất là đắt tiền, và mình giữ mãi, mình không uống, mình quên nó luôn, bởi vì mình nghĩ cái chai đắt này thì nó không tới lượt mình uống. Mà Tết vừa rồi thì mình quyết định là mở nó ra trong cái dịp mà cả gia đình đến thăm nhà Dustin. Thì mình giới thiệu là đây là một chai rượu có giá tiền. À, ba mình nói sao con không đem bán, tại sao mở ra uống chi vậy? Thì mình mới nói với ba là rượu là để uống là thứ nhất, thứ hai nữa là con chọn uống với gia đình của mình. Đối với gia đình thì đó là những người mình thương yêu, mình sẽ dành trọn cái tình cảm với những người đó. Vậy thì hãy mở bất kể chai rượu nào, cho dù nó đắt hay không, cứ hãy mở ra uống với những người mình yêu thương nhất, thì mình nghĩ chai rượu đó mới là chai rượu đắt tiền. Tuyệt vời. Dạ, ok. Đó là cái suy nghĩ tuyệt vời. Và các bạn đừng có lo lắng là đến bao giờ các bạn mới được tiếp cận những cái sản phẩm đó, những cái chai rượu xa xỉ đó. Đừng bao giờ lo lắng. Tôi có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào việc nếu chúng ta có duyên ở đây là chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẵn sàng cho chuyện đó, đón nhận nó, chúng ta nếm nó hàng ngày, nếm whisky hàng ngày, giao tiếp với nó, tìm hiểu về nó, thì chắc chắn là nó sẽ đến. Một cái mentor rất là quan trọng của tôi về whisky, một người anh lớn của tôi về whisky, đã từng lý giải cho tôi ngắn gọn như thế này. Khi mà tôi hỏi không biết bao giờ em mới được nếm những cái chai mà anh đi khắp nơi anh nếm, thì anh chỉ nói với tôi một câu rất là đơn giản: biết đâu trên đường đời sẽ gặp. Và quả thật tôi đã gặp rất nhiều những chai mà tôi đã từng mơ ước. Vậy thì các bạn đừng lo lắng, chuyện đó sẽ đến nha. Nhưng mà trước khi kết thúc chương trình và cái tập ngày hôm nay á, thì có một cái như thế này mình rất là muốn chia sẻ. Bởi vì sau một cái khoảng thời gian được tiếp xúc với whisky và được dành thời gian với các anh lớn và các bạn mà làm trong ngành rất là lâu á, mình nhận ra là whisky có một cái tôi lớn. Mình thẳng thắn nha, ngay cả bản thân của cái người mà họ tận hưởng whisky, họ cũng có một cái tôi lớn. Chính xác. Cho nên là hồi nãy mình cũng chưa kịp hết câu thì mình bảo là mang cái sự ngây thơ của các bạn và vô tư vào á, nhưng mà vẫn giữ lại cái bản chất của mình á, và cũng đừng vì cái tôi mà
cảm thấy khó chịu khi một ai nói, khi một ai đó nói với bạn rằng là cái ly của bạn đang không ngon, mặc dù bạn cảm thấy nó ngon. Nên là cái ngon ở đây nó nằm ở chính bản thân của mình. Cứ từ từ trải nghiệm, có thể là cái ngon của họ sau này có thể là mình sẽ gặp nhau, nhưng cũng có thể là sau này cũng sẽ không gặp nhau. Bởi vì em vẫn tin nha, có những người họ không thích uống khói. Đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà có những người sẽ rất là thích khói. Có những cái người sẽ thích uống whisky nhưng mà được ủ ở trong cái thùng mà hồi trước là thùng rượu drum, like rum, thùng rum rồi thùng bourbon rồi thùng sherry, nhiều loại thùng khác nhau. Chính điều đó làm cho thế giới thưởng thức whisky trở nên phong phú và giúp giảm bong bóng. Vì nếu mà tất cả mọi người đều thích một loại đó, tất cả mọi người đều đổ xô một loại đó thì có thể giết chết thế giới whisky. Nó không còn phong phú nữa và nó trở thành thực sự là bong bóng, thực sự là bong bóng điều chúng ta đã nhắc tới. Vậy thì chia. Vậy thì khán giả thân mến, chỉ có hai điều là hãy đón xem Cởi Mở Happy Hour ở tập tiếp theo vào tuần sau. Và nếu mà bạn muốn thưởng thức whisky, đến 8A Đặng Tất PK Mod Room liền ngay lập tức. Rồi, cảm ơn Justin. Cảm ơn Leo. Cảm ơn mọi người. Cheers. Chắc phải ngồi lại đang tiếng ủng hộ để thưởng cái chai này quá.